Năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho 3.850 trường hợp, tăng hơn 1.000 trường hợp so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh cũng đã có gần 1.300 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân khiến số lượng hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động đến thị trường lao động, kéo theo tình trạng người lao động mất việc làm phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính. Cùng với đó, chính sách tăng tuổi nghỉ hưu, số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên 20 năm mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khiến nhiều người lao động không kiên trì với chính sách bảo hiểm xã hội. Việc tăng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội đồng thời là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc mở rộng độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội